Tỉnh Long An, đường Vành Đai có tổng mức đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng, được chính thức thông xe, đưa vào sử dụng hơn nửa năm qua. Người dân phản ánh thời gian gần đây, tuyến đường này bị hư hỏng, mất nhiều cọc tiêu giao thông, nghi do các nhóm thanh thiếu niên nông nổi, quậy phá, đi chơi đêm gây ra. Cơ quan chức năng đang vào cuộc kiểm tra xử lý. Trên tuyến đường Vành Đai thành phố Tân An, tỉnh Long An, đoạn qua khu vực cầu Rạch Chanh, giáp ranh giữa xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa với xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An, hàng chục cọc tiêu giao thông cạnh giải phân cách ở phía dốc hai thành cầu đều bị bẻ gãy hoặc lấy mất. Hành vi phá hoại tài sản trên tuyến Vành Đai thành phố Tân An khiến nhiều người dân nơi đây bất bình, lo lắng cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ công trình. Đồng thời, đơn vị quản lý cần sớm bổ sung những đoạn giải phân cách đã bị phá hủy nhằm bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, tại khu vực chốt cầu vượt cao tốc số 7 hướng từ thành phố Tân An đi huyện Thủ Thừa, trên đường Vành Đai thành phố Tân An đã xuất hiện nhiều vết nứt dài rộng từ 2 đến 5 cm.